Hello, chào mọi người, chào tất cả anh em mê xe. Ngày hôm nay em review con cặp CNL 50 đời 1996 và em test thử chạy một khúc cho anh em thử cảm giác, sướng cảm giác xe CNL 1968 cọp zin. Anh em xin vui lòng liên hệ qua số điện thoại 0979396007 Zalo. Bên em sẽ trả lời từng tin nhắn và từng cuộc gọi cho anh em về giá cả xe và tư vấn thêm về vấn đề xe. Và anh em xem trên kênh YouTube, anh em vui lòng liên hệ cho em một lượt đăng ký, một lượt xe để bên em phát triển nhóm một ngày một tốt hơn và có những cái clip sáng tạo hơn để gửi đến em xem để thư giãn trong những giờ làm việc mệt mỏi. Cảm ơn anh em rất nhiều.